lùn lại còn gù nữa. Đúng rồi. Hôm nay nghỉ giờ buồn cười thật đấy. Không mà anh chỉ thích uống mì tao. Anh chỉ thích uống mì tao thôi. Không không thể có một bóng người chỉ không thể có hiện tượng mình bán hàng ở đây rồi. Tắt đèn đi, chẳng lẽ tâm trí tôi đây. Đi sang đường để đi về. Đúng rồi, khóa rồi em ạ. Cái bà hôm nọ bà chả bảo nhà bà cũng có bí đao.